Đừng Làm Mẹ Cáu là phim truyền hình được bàn luận nhiều nhất hiện nay. Phim mang đến những phút giây chữa lành tâm hồn người xem, đánh dấu màn tái hợp bùng nổ phản ứng hóa học của Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Cun. Giữa lúc phim đang bước đến chặng đường cuối, nhiều khán giả than trời vì vẻ ngoài xuề xòa của Nhan Phúc Vinh, thậm chí đòi gửi tâm thư đến đội ngũ tạo hình của bộ phim. Trong số các dự án truyền hình ra mắt thời gian gần đây, Đừng Làm Mẹ Cáu là phim thu được lượng nhiệt lớn nhất, đồng thời ít sạn phim nhất. Rating của phim cũng vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình được xem nhiều nhất cả nước. Đặc biệt, nhiều câu thoại trong phim cũng trở nên viral khi được đưa lên mạng xã hội. Không có lỗ hổng về nội dung, diễn xuất của dàn cast cũng nhận về những đánh giá tích cực của khán giả. Các diễn viên từ chính đến phụ đều chứng tỏ sự trưởng thành về diễn xuất, nhất là Quỳnh Lương và Bình An. Mới đây, nhà sản xuất thông báo phim sẽ kết thúc ở tập 25, tăng một tập so với dự định ban đầu. Theo diễn biến những tập gần đây của phim, Quân và Hạnh trở nên thân thiết hơn xưa. Cặp đôi đổi cách xưng hô từ cô, tôi thành anh, em, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Trên các diễn đàn phim ảnh và tại phần bình luận của các video phát trên fanpage của VTV, khán giả đã để lại nhiều ý kiến về bộ phim. Nhiều người đồng ý rằng phim đang không có gì để chê ngoài tạo hình của Nhan Phúc Vinh, nhất là kiểu tóc không khác gì tổ chim. Dựa trên các hình ảnh hậu trường của Đừng Làm Mẹ Cáu bị rò rỉ trên mạng xã hội, phim nhiều khả năng sẽ có cái kết đẹp. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào các diễn biến cuối của phim. Hai tập 24 đến 25 của phim sẽ lên sóng vào thứ Năm, thứ Sáu tuần tới trên VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.